Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau thời gian dài chờ đợi thì mẫu xe New Peugeot 308 mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. New Peugeot 308 ra mắt với những thay đổi chính ở phần đầu xe như cụm lưới tản nhiệt không viền, cụm đèn trước, cụm đèn sau, hệ thống cốp điện thông minh. Phía trong xe chúng ta cũng có những thay đổi như hệ thống màn hình giải trí đã lớn hơn lên đến 10 inch, rồi hệ thống sạc không dây, thêm tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto rất là tiện lợi. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên cũng sẽ không có quá là nhiều những thay đổi, nhưng tôi cho rằng nó rất là giá trị và cho thấy Peugeot Việt Nam rất là lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng. New Peugeot 308 được ra mắt với hai phiên bản Active và phiên bản Alu, với cái mức giá bán vô cùng hấp dẫn, tốt hơn cái thời điểm ra mắt mẫu trước đó rất là nhiều. Phiên bản Active có giá là 1.009.000 đồng, sau đã chỉ còn 989.000 đồng. Phiên bản Alu có giá là 1.109.000 đồng, sau đã chỉ còn 1.089.000 đồng. Hai phiên bản hơn nhau 100.000 đồng. Và để lăn bánh, chúng ta cần có những khoản chi phí khác như thuế trước bạ, phí đăng ký, phí đăng kiểm, phí biển số. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tính toán chi tiết giá lăn bánh tại từng địa phương. Phiên bản Active giá lăn bánh chỉ từ 1.091.000 đồng, trả góp chỉ cần tối thiểu khoảng 300.000 đồng. Chi tiết tại từng tỉnh và thành phố, quý vị và các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Phiên bản Alu có giá lăn bánh cũng chỉ từ 1.201.000 đồng, trả góp tối thiểu chỉ cần 330.000 đồng. Chi tiết tại từng tỉnh, thành phố, quý vị và các bạn có thể theo dõi thêm trên màn hình. Vâng, việc sở hữu cho mình một chiếc xe châu Âu đậm chất Pháp đã rất là dễ dàng. Những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao đến tay quý khách hàng ngay trong đầu tháng 7. Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như giá bán chi tiết nhất, chính xác nhất và tốt nhất, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại trên màn hình 0981 069 838. Xin chào và hẹn gặp lại!